em. Hôm nay mình sẽ đọc hộp Luffy Red Rock BBC nha anh em. Ok. Gần đây thì mấy con mô hình mà pha ke mà bự bự kiểu này thì nó hay có một cái hộp kẹt tông bảo vệ như này thì cũng khá là tiện đó anh em. Mấy người bán hàng như mình thì đỡ phải đóng gói tốn tiền thêm mua hộp. Đây, mở ra nè. Ok chưa? Ui. Đó, cái hộp khá là đẹp rồi đó. Không biết bên trong sao mà mình mở ra nó không thật. Nó có một cái nhựa mica định hình bảo vệ nữa. Đây, khá là đẹp nha anh em ơi. Nặng nữa, con này nặng nha. Mình sẽ mở ra, bóc ra nha, coi còn nó sẽ như nào. Coi là nó có khác gì so với con Resin không ha. Mình này đã có một con Resin rồi. Con này thì dành cho anh em mà không đủ tài chính á. Đây mấy cái phụ kiện. Cái con mô hình này thì nó không có lắp ráp nhiều anh em ơi, như Resin nó hết. Resin nó mới lắp ráp nhiều thôi chứ lại cũng khá là đắt tiền. Con này khá là rẻ. Đây anh em ạ. Ui. Cảm nhận đầu tiên là tôi thấy nó rất là nặng luôn. Mấy chi tiết thì làm khá là ok. Đấy, cho anh em xem nha. Rồi, để mới coi bên đây có cái gì nè. Trời. Nó có cả cái con này nữa, quà tặng nữa nè. Nhưng mà hình như nó chưa lên màu anh em ơi. Nó chưa lên màu. Rồi, có bốn cây cờ. Có cây kiếm nè. Led nữa. Mình sẽ lắp ráp cây kiếm nha. Rồi, cái cờ chứ. Cây cờ để mình kiếm lỗ mình lắp cái anh em ơi. Thế là xong nha anh em, mình sẽ quay cận cảnh cho anh em coi con này nha. Mình lắp ráp xong rồi nha anh em ơi. Đó, đây là cái hàng tặng mà nó tặng cho mình nè, nó còn chưa lên màu nữa. Nó khá nhỏ so với con hàng real đây. Đó anh em ơi. Đấy. Ok, mình không dài dòng nữa, mình sẽ đi vào chi tiết của nó nha. Mặt của nó đây anh em ạ. Đây, đứng trên đảo Onigashima. Có cờ, có kiếm ha. Cái kiếm này thiếu cái dây gì đó so với con real. Đây là những hiệu quấn lửa đây. Tôi thấy nó khá là làm mấy cái chi tiết là không có bị. Tuy là có cắt bớt nhưng mà cái gì cần nó đã có hết rồi đấy. Khá là ok cái nón này anh em ạ. Đấy, cái tai của nó này hiệu ứng đồ lửa Luffy Red Rock mà. Khá là đẹp, đây là dạng Gear 3 của Luffy á nha anh em. Không phải là Gear 4 đâu. Này có sóng biển nữa nè. Khá là đẹp, ở dưới là đá. Cái kiểu nó làm cái lỗ này giống như là con Resin ấy. Resin hay cái lỗ này là một lỗ công tắc. Một lỗ đi gắn vô để bật led đó anh em ơi. Nhưng mà con này thì nó tặng theo một cái dây led như này nè. Tí nữa mình sẽ đề coi cho anh em xem sao nha. Đây là xung quanh của nó nè anh em thấy không. Nói chung thì con này nặng là 1kg, cao khoảng 23cm anh em. Nó vừa nhỏ thôi. Nó khá là ok chứ không quá to. To hơn nữa thì tôi thấy là giá nó khá là mắc á. Con này thì đang có giá là 450 cành cho một con hàng pha ke như này nha. Khá là ok. Thay vào đó anh em mà bỏ Resin thì tận thấy bây con đó bây giờ lúc mình mua là 15 củ. Bây giờ lên chắc tầm khoảng là 26 đến 30 rồi nha. Mình thấy có vài shop báo là 26 đến 30 đấy. Mấy mô hình phát thì tình trạng lem sơn thì cũng có anh em ạ. Đấy, nhưng mấy cái chỗ này nó làm mà chưa được ok lắm. Khớp thì cũng chưa có chắc chắn. Nhưng mà nếu mà anh em để yên thì nó sẽ không có vấn đề gì đâu anh em ạ. Đó, mình cứ gắn vô đúng rồi chứ nó không có quỵ đâu. Sơn làm coi như cái này thì chân thì tôi thấy khá là này, khá là dẻo anh em ạ. Mấy con này anh em không sợ gãy như mấy con Resin đâu. Resin nó mới dễ gãy thôi, mấy cái này nó làm dẻo mà. Đó, anh em chơi khỏi lo luôn. Con này cũng vừa tiền đó anh em ạ. Ngon trong tầm giá nha. Nhìn chung tổng sơ qua về em này về giá nha. Con này giá tầm trung thôi, 450 cành. Về to không thì con này gọi là nhỏ thôi, size nhỏ thôi nha anh em ơi, 23cm thôi đấy. Cân nặng 1kg. Các chi tiết nó làm là đẹp, ok. Một số chỗ bị cắt bớt nhưng mà không sao anh em ạ. Đây là một hình pha ke mà. Ok chưa anh em ơi. Anh em nào mà không có đủ tiền mua Resin thì chơi con này cũng gọi là hợp lý nha.
mình sẽ để link trên phần miêu tả nha, description nha. Có gì anh em bấm vô tham khảo. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Nếu anh em thấy hay và thấy thích thì cho mình xin một được subscribe, một like. Và nếu anh em thích mình có thể ủng hộ mình bằng cách nhấn thêm cái chuông nữa nha. Cảm ơn anh em.